thực hiện kế hoạch số 15 về xử lý tình trạng uống bia rượu khi lái xe của Công an Hà Nội. Qua công tác kiểm tra cho thấy, một bộ phận không nhỏ người dân ở ngoại thành Hà Nội nhận thức vấn đề còn hạn chế về hậu quả của việc uống bia rượu vẫn lái xe tham gia giao thông. Có lẽ cũng vì thế mà tỷ lệ tai nạn giao thông ở các huyện ngoại thành của thủ đô luôn ở mức cao, ghi nhận của nhóm phóng viên Giao thông An toàn. Chốt kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong vòng 15 phút, đã có hàng chục trường hợp bị kiểm tra, đều phát hiện nồng độ cồn vượt mức cho phép. Thế này là đây theo kết quả đo nồng độ cồn ấy thì anh quá 0,915 mg trên 1 lít khí thở. Theo cái nghị định 46 mới ngày bắt đầu xử lý từ ngày 1 tháng 8 thì anh đã vi phạm cái lỗi là vượt quá nồng độ cồn từ 0,4 trở lên rồi. Ở đây của anh sẽ bị phạt 3,5 triệu, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và giữ xe 7 ngày. Nhiều người vi phạm thấy bất ngờ vì cho rằng mình mới chỉ uống vài ba chén. Nhiều người khác lại cho rằng cứ uống cho đã, còn không biết bao nhiêu là đủ và đưa ra nhiều lý lẽ không thuyết phục. Thì giờ người bây giờ đang đi làm đây, người quần áo bẩn như thế này thì có cái gì đâu, nó bẩn thì làm sao uống nó chả lên thế, người mỏi mệt làm sao nó chả tăng cao. Ai như các bác thì bây giờ mới biết là uống thì bây giờ đi làm bây giờ thì anh em gọi là vui với nhau rồi cốc, nhưng bây giờ biết thế nào là uống nhiều uống ít rồi là vi phạm, bây giờ có được học hỏi cho các anh đâu. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 15, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, khu vực ngoại thành chỉ có đường độc đạo, nếu chủ nhà hàng phát hiện có kiểm tra nồng độ cồn là thông báo cho khách hàng tìm cách né tránh. Và đây nó cũng là mang tính chất là các huyện ngoại thành nên nhiều lúc anh em người ta cũng phải xử lý nó hơi quyết liệt một tí, nhưng mà đa số người dân người ta chấp hành cái việc đấy, còn các chủ nhà hàng ấy thì anh em cũng phải thay đổi liên tục các phương thức tuần tra, bởi vì khi mà anh em đứng tại vị trí tại một điểm thì các nhà hàng thì cho người báo cho cái người sử dụng đấy. Nếu mà uống rượu bia trong khi lái xe cũng có người uống đấy, tai nạn nhiều lắm. Tôi đi dọc đường thì rất nhiều tai nạn phải uống rượu bia, kể cả xe máy. Nếu mà trong khi mà tham gia giao thông mà uống rượu bia hay xảy ra tai nạn, không làm chủ được tốc độ, cho nên là pháp luật mình phải làm nghiêm về cái chuyện này. Sau hơn một tháng thực hiện Nghị định 46 về xử lý người lái xe có sử dụng nồng độ cồn tại các huyện nội thành Hà Nội, trong đó có huyện Sóc Sơn, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép vẫn diễn ra tương đối phổ biến, cho dù mức phạt rất cao. Nguyên nhân là do người dân chưa nhận thức được sự nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, hay họ không biết mức phạt mới được áp dụng. Có lẽ cũng vì thế mà tỷ lệ tai nạn giao thông ở các huyện ngoại thành cũng luôn ở mức khá cao.